Chào mừng toàn thể anh em đã trở lại kênh YouTube điện tử Phượng Lưu. Hôm nay mình lên video giới thiệu cho anh em cặp tép 600k, 1 triệu một đôi. Đây là loa tép chống cháy tốt nhất Việt Nam, chống cháy 100%. Xưởng bên mình chuyên sản xuất những cặp tép chuẩn chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Anh em về test hay như quảng cáo thì thanh toán. Có hai màu đen và màu gỗ các bạn nhé. Đây, hôm nay mình làm cái video, mời anh em xem kỹ video. Lát nữa mình test cho anh em xem từng loại một. 600k, 1 triệu. 1 triệu là củ 350, 600k là củ 250, đều chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Đây, mình sẽ test cho anh em cặp tép 1 triệu nha. Ok, 1 triệu đây. Để tép nó không quan trọng công suất, có thể dùng cho các loại công suất từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò. Loa cây là full, nó đứng nó nằm, các loại bát từ 20 đến 50. Dây nó dài 1 mét rồi, về đấu đi loa, đi lâm đi cũng đẩy. Triệu một đôi này, chống cháy 100%, bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em mình test hay như quảng cáo thì thanh toán. Rồi, đây mình sẽ test cho anh em cặp tép 600k. Đây 600k đây các bạn nhá. Đây 600k đây. Chống cháy 100%, bảo hành 1 năm nhá trên toàn quốc. Anh em mình test hay như quảng cáo thì thanh toán. Mình ship hàng khắp Việt Nam. Và đây là 600.000. Tép nó không quan trọng cái cỡ bát các bạn nhá. Bát nào cũng được, từ bát 20 đến bát 50, nó cây nó phun nó đứng nó nằm. Các loại âm ly, cục đẩy từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò đều dùng ok. Anh em liên hệ với bên mình theo số điện thoại trên màn ảnh 0973 533 269. Uy tín chất lượng nha. Anh em mua phải loa tép hay bị cháy hay bị xịt thì liên hệ với kênh loa tép chuẩn chống cháy của chúng tôi. À, chất lượng cao, loa đến 600.000 một đôi. Cái 1 triệu là cái 600k này chúng tôi không thiết kế công tắc nhá, vì cái mẫu này nó chuyển từ cái đời khung sắt đời 2019 sang nên chúng tôi chỉ thay cái khung gỗ mà thôi, còn tất cả cái nội thất của nó được giữ nguyên các bạn nhé. Đây là 600k này. Đây, 1 triệu thì là cục 350 thì nó có trang bị thêm một chế độ mỏng tép và dày tép, nên chất âm thì kêu to hơn tí các bạn nhá. Còn 600k này là giá tiền nó bình dân và ngon lắm rồi. Đấy, mình test cho anh em đây. 600k đây, 1 triệu đây. Có hai màu đây, màu 600k có màu đen hết chứ bọn nhá. Màu đen này, màu gỗ có đủ nhá bọn nhá. Chuẩn chống cháy 100%. Test lại cái chất âm. Cặp 600. Bây giờ mình sẽ test lại cặp 1 triệu nhé.
một đôi. Đây thép chuẩn chống cháy 100%. Anh em muốn mua loa chuẩn xịn thì liên hệ với kênh của Đỗ Bắc Cạn. Đây là 600.000 này. Một đôi đây là thép khung gỗ đời mới cực đẹp, chuẩn chống cháy 100%. Đây là thép lọc âm lọc chói đầy đủ. Loa chuẩn xịn, số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Anh em mua hàng thì liên hệ với kênh của bên mình trên Facebook Loa Thép Thông Minh, YouTube điện tử Phương Điêu. Chuyên loa hàng chất lượng cao, hàng chất nhá. Karaoke hát thoải mái thì đây là thép chuẩn chống cháy, hàng chất lượng cao nên anh em cực kỳ yên tâm dùng. Thép rất là rõ ràng, anh em về test hay như quảng cáo thì thanh toán nhá. Và đây 1.000.000 một đôi. Cái loại tép 600 này thì không thiết kế công tắc nên là nó là tép, nên nó đầy đủ tép và siêu tép luôn. Đây là hàng cực chuẩn, cực xịn luôn nhá, 600k. Cái loại 1.000.000 này thì nó có hai cấp độ, siêu tép, tép. Loại 600 này thì nó kiêm mà tép và siêu tép luôn. Đây vì nó côn 250, côn 350 thì nó thiết kế hai cấp độ, siêu tép, tép. Anh em lấy loại nào cũng được, 600 cũng được, 1.000.000 cũng được. Bao ship rồi bảo hành 1 năm cho toàn quốc, liên hệ với kênh Đỗ Bắc Cạn nhé. Chào tạm biệt.